Hello các bạn, thì trên tay của mình đây là đó là một cái miếng đề can dán dạ quang cho bàn phím laptop. Các bạn biết đó, sau một thời gian mình sử dụng thì cái bàn phím của mình nó sẽ bị cũ và những cái chữ ở trên bàn phím nó sẽ bị chóc đi. Và đồng thời thì mình sẽ dán cho nó mới. Cũng như là nếu như mà mình hay làm việc ở trong cái môi trường tối như là ở trong phòng mà mình không mở đèn á, thì cái việc mà mình phải mò mẫm những cái bàn phím đó với những cái laptop mà cái bàn phím không có đèn á, thì sẽ rất là khó khăn. Với việc là mình phải quen, mình phải lọ mọ từng cái nút phím ở trên cái bàn phím này mà không có ánh sáng. Thì đây là cái bàn phím dạ quang, thì mình nghĩ là nó sẽ rất là có ích cho việc trang trí bàn phím, cũng như sẽ giúp cho mình gõ phím ở trong bóng tối một cách thuận lợi và tiện lợi hơn. Thì đây là cái miếng bàn phím của mình, thì nó sẽ bao gồm vài chục cái miếng dán. Nó sẽ không có full hết nguyên một cái bàn phím như thế này, mà sẽ có vài nút thì sẽ không có, như là mình mới vừa dán được những cái dãy nút ở trên đây, và nó sẽ có đầy đủ những cái phím chữ như thế này. Và đây là những cái phím mà mình chưa có dán. Thì để mà do là cái bàn phím này á, khi mà mình tháo ra từng miếng nó sẽ rất là nhỏ và keo nó cũng rất là dính luôn, nên cái việc mà mình sử dụng bằng tay, mình sử dụng ngón tay để mình dán lên trên á, là một cái việc cũng khá là khó. Thì mình nghĩ là khi mà các bạn dán á, thì các bạn cần một cái kỳ nhíp như thế này sẽ giúp cho mình dễ dán hơn. Và cái cách dán thì nó cũng rất là đơn giản thôi đó, mình chỉ việc là mình sẽ cong cong như thế này, thì cái miếng dán của mình nó sẽ được lộ lên. Và sau đó thì mình sẽ lấy cây nhíp và mình sẽ gấp nhẹ ngay cái phần góc của miếng dán như thế này. Đó, như vậy. Và sau đó thì mình sẽ cố định nó ở trên cái bàn phím. Như là đây là mình có cái phím Z. Đó, thì mình có phím Z thì ngay cái chỗ phím Z này thì mình sẽ gọi là mình sẽ cố định nó cho nó nằm ở chính giữa. Đó, mình sẽ cố định nó nằm ở chính giữa. Rồi sau đó thì mình sẽ dán lên thôi. Nếu mà miếng dán này nó chưa có nằm vị trí như mình mong muốn thì mình cũng có thể mình sẽ chỉnh nó ngay ngắn lại. Đó. Đó, thì mình sẽ chỉnh cho nó ngay ngắn lại hơn. Rồi sau đó thì mình sẽ dán tiếp những cái phím còn lại. Cái việc dán này nó không quá khó, nhưng mà nó đòi hỏi mình phải thao tác cẩn thận và chính xác. Bởi vì nếu như mà mình dán không cẩn thận đó, thì nó sẽ bị lệch. Đối với những người mà họ có cái yêu cầu cao, nhưng khi mà giống như mình á, giống như là mình nhìn cái bàn phím nó hơi bị lệch lệch á, mình cảm thấy rất là khó chịu. Do đó nên là khi mà mình dán thì mình cũng phải cẩn thận, và cái thành quả đảm bảo luôn sẽ không có khiến cho mình thất vọng. Bởi vì cái bàn phím này nó sẽ, cái miếng dán này nó sẽ phát sáng về đêm. Đó, nó sẽ phát sáng về đêm. Cây nhíp này á, chủ yếu là để cho mình cố định cái vị trí thôi. Đó, để giúp cho mình cố định cái vị trí dán của mình. Khi mà mình cố định được rồi á, thì mình chỉ việc là mình lấy tay và mình đè cái phần còn lại xuống.
Và sau đó thì cái phần keo nó sẽ bám lên trên cái phần bàn phím như thế này, rất là đẹp. Cái miếng dán này là nó màu xanh, mà giống như là xanh dạ quang vậy đó. Khi mà nó phát sáng thì nó sẽ phát sáng thành cái màu xanh lá. Đó thì mình sẽ bẻ cong nó như thế này. Và mình sẽ lấy từng phím ra. Nếu mà các bạn có nhíp dài á, nhíp dài thì sẽ dễ thao tác hơn là cái nhíp ngắn này. Do là cái nhíp ngắn này á, khi mà mình thao tác á, thì mình phải đụng chạm lên trên cái bàn phím. Mình sẽ lấy tay mình đè lên trên cái bàn phím. Nó hơi khó khăn so với việc mà mình sử dụng nhíp dài. Và mình nghĩ là cái nhíp này thì ở nhà đều có, chứ còn nhíp dài trừ khi mà mình sửa điện thoại hoặc là mình sửa laptop này kia thì mình mới có nhíp dài để mình gấp linh kiện thôi. Chứ còn đây là cái cây nhíp ngắn. Ở trên màn hình thì ở trên đoạn clip thì các bạn cũng thấy là nó cũng có màu sáng sáng giống như màu dạ quang rồi đó. Một lát nữa thì khi mà mình dán xong á thì mình sẽ tắt đèn đi. Thì các bạn sẽ thấy là cái bàn phím này nó sẽ phát sáng. Nhìn nó rất là đẹp mắt ở trong trời tối. Tuy là nó sẽ không có sáng quá đâu, nhưng mà nó cũng sẽ đủ sáng để phản chiếu những cái ký tự. Nên là nếu như mà mình tắt đèn ở trong phòng, mình không có bật đèn phòng lên, và đồng thời thì cái màn hình laptop nó cũng không đủ sáng để rọi soi cái những cái phím nút như thế này, thì mình cũng có thể thấy đường để mình bấm. Do là ánh sáng mờ mờ từ cái miếng dán dạ quang này đó, thì nó cũng sẽ giúp cho mình định vị được những cái ký tự, những cái phím nào mà mình cần bấm. Nhưng mà trước khi mình dán á, thì mình phải vệ sinh cái bàn phím laptop của mình bằng cồn. Với lại sau đó thì mình sẽ lấy cái khăn sạch mình lau để đảm bảo cho bàn phím nó không có bị những cái vết bẩn, những cái vết ố cũ như là những cái vết mồ hôi á, nó bám lên. Và đồng thời thì nó cũng sẽ không có bụi, để đảm bảo rằng khi mà mình dán cái miếng dán này lên thì cái miếng dán này nó sẽ cho cái thời gian sử dụng rất là lâu và rất là bền. Bởi vì đây là miếng dán bằng nhựa PVC, do đó nên là nó không có thấm nước. Mà mình chỉ sợ là khi mà cái bàn phím nó bị dơ và mình dán lên thì cái miếng dán nó sẽ bám không có tốt vào trong cái bàn phím, và lâu ngày á thì cái miếng dán nó sẽ bị chóc ra thôi. Tức là cái bàn phím này nó bị chóc keo thôi. Cái miếng dán này nó bị chóc keo thôi. Đó, chính vậy mà mình cần phải vệ sinh sạch sẽ trước khi mà mình dán. Thì bây giờ mình chỉ còn dán khoảng 9 phím nữa thôi. Sau đó thì mình sẽ tắt đèn và cho các bạn xem về cái độ sáng của cái bàn phím này ban đêm khi mà trời tối nó sẽ đẹp như thế nào. Và có một điều cần lưu ý nữa, đó là những bạn nào mà tay bị phong thấp á, khi mà mình dán thì mình sẽ cẩn thận một chút xíu. Do là nếu như mà bị phong thấp á, thì khi mà mình dán thì tay của mình nó sẽ bị thấm mồ hôi. Đó, nó thấm mồ hôi thì nó sẽ làm cho cái miếng dán của mình nó sẽ bị mất đi một cái phần keo. Và khi mà mất đi một cái phần keo thì cái độ bám lên trên cái bàn phím của mình nó sẽ không có tốt, và nó sẽ rất là dễ bị chóc ra sau một khoảng thời gian ngắn mà mình sử dụng. Chứ vì vậy mà việc mà mình nên có một cái cây nhíp, cũng như là mình có một cái khăn tay để kế bên, khi mà mồ hôi của mình nó chảy ra thì mình sẽ lau. Như vậy thì sẽ đảm bảo được cái tuổi thọ của cái miếng dán này. Miếng dán này là bằng nhựa, nó sẽ không có bị rách và nó cũng sẽ không có bị hư hỏng gì khi mà bị thấm nước. Nói chung là nó rất là bền. Chỉ sợ là sợ cái phần keo á, cái phần keo nó sẽ bị lâu ngày á. Nếu mà trên bàn phím mà mình, trước khi mà mình dán á, mình không có vệ sinh bàn phím kỹ nè, cũng như là trên bàn phím á, nó dính bụi bẩn hoặc là nó dính những cái vết ô, những cái vết dơ, vết ố. Rồi nó bàn phím mà nó đang bị dính nước mà mình dán lên á, thì đương nhiên là cái phần keo nó sẽ không có bám chặt, và chỉ một thời gian ngắn thì nó sẽ bị chóc ra.
nó chốc ra thì mình cũng sẽ, nếu mà thí dụ đi mà một thời gian nó chốc ra thì mình nghĩ là lấy hồ hồ nước á, hồ dán giấy thủ công á, mình có thể dán lên được. Nhưng mà khi mà mình dán lên á thì nó sẽ có một cái cảm giác cộm cộm khi mà mình thao tác mình gõ phím, do là cái keo hồ khi mà dán dính lên trên đi thì nó sẽ tạo thành một cái lớp màng mỏng, và cái lớp màng mỏng đó thì khi mà mình bấm á thì mình vẫn sẽ cảm nhận được đó. Mình chỉ còn khoảng còn những cái phím như là tab, cấp lock, shift rồi control gì á, phím an, fn này kia, với lại những cái phím mũi tên bên đây thì mình sẽ không có miếng dán, do là hết rồi đó, hết rồi. Mình không có đủ những cái ký tự để mình dán, nhưng mà mình nghĩ là nhìn chung thì như vậy thì cũng được rồi. Như đây thì cũng đã đủ để cho mình thao tác và mình dán rồi. Đó, có một cây nhíp như vậy để cho mình cố định rất là đỡ, và mình sẽ dán rất là nhanh, hạn chế mình bị dán lệch hoặc là dán sai. Khi mà dán lệch hoặc dán sai á thì mình phải tháo ra mà mình dán lại. Và các bạn lưu ý là khi mà mình ấy lên á thì mình sẽ ấy nhẹ nhẹ thôi. Bởi vì nếu mà các bạn ấy mạnh quá thì nó sẽ chốc luôn cái phần giấy này ra luôn. Đó, nó sẽ chốc luôn cái phần giấy này ra nè. Đó, nên là khi mà mình cong cong nó lại á thì mình cong nhẹ nhẹ thôi, để cho cái ký tự mà nó vừa lên nhưng mà nó không có lên luôn cái phần giấy. Đây là phím mà mình còn đúng một ký tự nữa thôi, mình còn hai ký tự nữa. Dán hết cái này thì còn đúng một ký tự nữa thôi. Đó, một ký tự. Và còn một cái chữ, ủa còn hai ký tự chứ, còn chữ C với chữ X nè. Đó, mình để như thế này nè. Sau đó thì mình sẽ cố định lên. Mình sẽ cố định lên trên chính giữa. Có nhiều bạn thì dán lệch thì cũng không sao, nhưng mà có nhiều người họ không có thích bị lệch, họ thích là phải ngay ngắn, khi mà nhìn nó lệch đó nhìn rất là khó chịu. Đó, còn đúng thêm một ký tự này nữa rồi xong. Như thế là mình đã dán xong hết tất cả rồi. Xong cái bàn phím laptop rồi. Đó, như vậy là xong. Tất cả những cái ký tự thì đều đã được dán. Chỉ tiếc một điều là nó sẽ không có những cái miếng dán xung quanh như thế này. Và cái phần cấp lock thì nó cũng, cái phần tab này nó cũng sẽ không có. Dấu cách này nè, phím space này nè, cũng sẽ không có. Và như vậy là đã hết rồi. Còn cái phần cái miếng dán này đó, cái phần miếng dán này thì mình cũng có thể cắt ra để mình dán. Mình cái phần chữ endless này nè, đó mình cũng có thể mình cắt ra để mình dán, mình trang trí laptop cũng được, mình trang trí cái khúc nào cũng được cho nó đẹp. Hoặc là nếu mà các bạn không dán thì các bạn có thể bỏ. Và sau đây thì mình sẽ tắt đèn. Đây. Đó, khi mà mình tắt đèn thì các bạn có thể thấy là cái bàn phím này á thì nó đã sáng lên rồi. Và cái việc mà mình thao tác ở trong bóng tối á sẽ rất là thuận lợi luôn. Mình sẽ không có cần phải mò, mình nhớ những cái ký tự đôi khi thì mình sẽ bấm lộn á. Mặc dù đối với nhiều người thì họ bấm nhiều lần, họ bấm bàn phím rất là lâu và họ quen biết những cái mặt ký tự và họ có thể mò mẫm được. Nhưng mà đôi khi thì cũng sẽ không có tránh khỏi sai sót. Chứ vậy mà khi mà mình dán một cái bàn phím lên như thế này nè, thì từ cái ánh sáng của màn hình thì nó sẽ hắt xuống đây. Nó sẽ hắt xuống cái phần cái miếng dán dạ quang này. Và từ cái miếng dán dạ quang này thì nó sẽ phát sáng lên. Thì đương nhiên là khi mà mình nhìn ở trên cái màn hình điện thoại á, thì cái ánh sáng nó sẽ rất là đậm và nó sẽ rất là sáng, hầu như là nó sẽ sáng lắm luôn á. Còn khi mà mình nhìn ở phía bên ngoài thì nó chỉ mờ mờ thôi, nó chỉ sáng mờ mờ nhưng mà vẫn đủ để mình nhìn thấy những cái ký tự đó, những cái ký tự xung quanh này kia, thì chắc chắn là mình sẽ không bao giờ mà mình bấm nhầm được. Đó, chứ vậy mà mình nghĩ rằng các bạn nên mua một cái miếng dán bàn phím dạ quang như thế này đó, để mình dán lên trên cái bàn phím của mình, làm cho cái bàn phím của mình nó đẹp hơn, nó mới hơn, và đồng thời thì nó sẽ giúp cho mình thao tác nhanh hơn.
và cái cảm giác gõ phím á, thì đương nhiên là nó sẽ không có giống như là cái bàn phím lúc mà mình chưa dán, bởi vì do là cái miếng dán này nó sẽ nhỏ hơn cái bàn phím một chút xíu, nhỏ hơn khoảng chừng 3/4, nhỏ hơn khoảng 1/4 của cái bàn phím, nên là khi mà mình gõ đó thì mình sẽ có cảm giác nó hơi cộm cộm ở những cái ngoài bìa này nè. Nhưng mà mình nghĩ là cái vấn đề đó thì nó sẽ không sao, miễn sao mà mình có thể là thao tác bàn phím nhanh gọn lẹ là được rồi. Đây là cái miếng dán lúc nãy của mình nè, cái miếng này nó cũng đang phát sáng luôn. Đó thì mình đã tắt đi cái màn hình laptop rồi, thì bạn có thể thấy là nó vẫn sáng. Đương nhiên là cái miếng dán dạ quang này nó sẽ phát sáng và phụ thuộc vào cái thời gian hấp thụ sáng cũng như là cái cường độ ánh sáng, cái loại ánh sáng mà nó hấp thụ. Và khi mà mình chiếu cái đèn UV vô á thì cái bàn phím này nó sẽ phát sáng rất là nhiều luôn, rất là đậm. Còn đây là khi mà mình tắt đèn rồi, mình cũng tắt luôn cái bàn phím laptop của mình rồi. Mình tắt luôn cái màn hình laptop của mình rồi. Nhưng mà các bạn có thể thấy là mình vẫn có thể mò mẫm và mình vẫn có thể thấy được những cái phím chức năng, những cái ký tự trên từng cái bàn phím như thế này sẽ giúp cho mình thuận lợi hơn trong cái việc mà mình sử dụng bàn phím vào ban đêm. Đó. Vào ban đêm khi mà mình mở vào khuya á, khi mà mình không có bật đèn phòng á hoặc là khi cúp điện này kia á, thì mình vẫn có thể mình sử dụng được. Đó, rất là đẹp.